chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết Bắc Bộ đang có xu hướng ấm dần lên. Điển hình là mức nhiệt độ vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội đã tăng từ 3 đến 5 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua. Cảm giác không còn buốt như những ngày trước đó nữa. Trong đêm nay và ngày mai thì khối không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại nhưng với cường độ yếu và trung tâm lệch về phía đông nên thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ cũng như tại thủ đô Hà Nội ít có sự chuyển biến. Trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ vẫn ổn định, mức nhiệt thấp nhất dao động từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi cao từ 5 đến 8 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 16 tới 22 độ, Tây Bắc là 25-26 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày mai mưa vẫn tiếp diễn nhưng thời gian mưa có khác nhau. Cụ thể từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trời sẽ nhiều mây nhưng mưa xảy ra ít, có chăng là mưa nhỏ vài nơi tại Hà Tĩnh. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, mưa rào và dông tăng hơn về lượng với thời gian mưa nhiều nhất trong đêm nay và sáng mai. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông xảy ra rải rác trong đêm nay và chiều tối mai, tập trung chính cho các huyện tiếp giáp biển. Mưa dông cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trong đêm nay và sáng mai, những cơn mưa dông trái mùa có khả năng xuất hiện nhiều nơi tại đây, đặc biệt là ven biển của các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên, khả năng có mưa vừa đến mưa to và dông. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa phổ biến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Tuy nhiên, gió Đông Bắc vẫn còn duy trì cường độ mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.